Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã đến với channel của mình là Namat. Trong video trước thì mình đã có giới thiệu tới anh em chế độ đua xe bắn súng cực đã tay mang tên Ray Gear TDM. Tuy nhiên chúng ta lại có tới tận 2 chế độ đua xe bắn súng với quy tắc chơi hoàn toàn khác biệt. Cụ thể ở video lần này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách thức chơi của chế độ Ray Gear Pickup, mà chính xác ở đây là chế độ cướp cờ xen lẫn với đua xe bắn súng. Không chần chừ gì thêm nữa, chúng ta hãy cùng triển ngay thôi. Let's go! Trước hết thì chúng ta sẽ tóm tắt lại một chút về chế độ đua xe bắn súng Ray Gear nói chung, nếu như anh em vẫn chưa xem clip trước của mình. Đây là một chế độ chơi đúng với tên gọi của nó. Chúng ta sẽ được chia làm hai đội xanh và đỏ. Mỗi đội gồm có 6 người lại được chia làm 3 cặp. Mỗi cặp sẽ đi một xe và sử dụng vũ khí tùy chọn để hạ gục team đối thủ. Chế độ Ray Gear TDM sẽ thiên về việc đấu kill. Đội nào đạt tới 15 kill trước sẽ là đội chiến thắng. Tuy nhiên Ray Gear Pickup thì lại khác. Cũng vẫn là con số 15, tuy nhiên chế độ cướp cờ này lại yêu cầu chúng ta nhặt tới 15 cái hòm được thả ngẫu nhiên trên bản đồ. Bên nào đạt tới con số này trước sẽ giành thắng lợi. Cụ thể như thế nào thì hãy cùng khám phá ở từng đề mục sau đây cùng với mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với bản đồ. Vẫn là bản đồ sa mạc được quay lại thành một trường đua như bản TDM, với phần giữa trống trải. Xung quanh là 4 cầu vượt giúp cho anh em tận hưởng được cảm giác xe bay và hỗ trợ tăng tốc tức thì ở đoạn cuối. Ở đây cũng thường xuyên xuất hiện những hòm sửa xe giúp cho chiếc xe của bạn hồi lại lượng máu cần thiết và quay trở lại giao tranh được tốt hơn. Về căn bản thì bản đồ này sẽ giúp cho bạn di chuyển khá thoải mái và cà khịa đối thủ mọi lúc mọi nơi, thỏa mãn đam mê của những racing boy chính hiệu. Giờ thì chúng ta sẽ tới với các phương tiện được sử dụng trong chế độ này nhé. Khá đáng tiếc là số lượng phương tiện có thể sử dụng chỉ là 3 mà thôi, với UAZ, Dacia và Buggy. UAZ với khả năng sử dụng 2 khẩu súng phóng lựu gồm 24 viên cùng lượng máu cực kỳ trâu bò sẽ giúp cho anh em chống chịu được lâu nhất ở trên trường đua này. Ở vị trí tiếp theo về khả năng chịu sát thương sẽ là Dacia với 2 khẩu súng nòng được gắn trên thân xe cùng lượng đạn lên tới 200 viên sẽ giúp cho anh em thoải mái đuổi bắn kẻ thù mà không lo hết đạn. Khi mà thời gian thay đạn của các vũ khí trong chế độ này đều được rút ngắn đi đáng kể. Chiếc xe có khả năng chịu đựng kém nhất chính là Buggy, được trang bị 2 khẩu RPG-7 với khả năng bắn 2 viên một lượt. Tuy nhiên, nó lại có cái tốc độ nhanh nhất trong cả 3 chiếc xe, khiến cho nó phù hợp với lối đánh du kích, bắn xong rồi té hơn là giao tranh trực diện. Hãy nhớ rằng chúng ta còn một thông số, đó là gây sát thương khi húc vào xe đối thủ. Dĩ nhiên là UAZ sẽ là chiếc xe mạnh nhất, kế tới là Dacia và cuối cùng vẫn là Buggy. Chiếc xe nào cũng có khả năng hồi máu hoặc là chức năng đặc biệt nếu như anh em ăn các cái hòm vật phẩm trên bản đồ. Vậy thì những cái hòm vật phẩm trong chế độ này có gì thì hãy cùng với mình chúng ta khám phá ngay ở tiêu chí thứ 3 nhá. Khác với chế độ đấu đội tính số kill, chúng ta sẽ có thêm sự xuất hiện của một loại hòm với tác dụng như những chiếc cờ. Những chiếc hòm này không có tác dụng gì ngoài việc là bên nào đạt được số lượng cần thiết trước sẽ thắng, chỉ là như vậy thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hòm màu xanh giúp hồi máu cho phương tiện di chuyển, cùng với hòm màu vàng chứa các kỹ năng như là xả khói mù, đặt bẫy bom, giáp bảo vệ tức thời sẽ giúp cho chế độ của chúng ta trở nên đa dạng và khó đoán hơn rất nhiều. Nghe một hồi có lẽ như sự hấp dẫn đã bắt đầu được nhân lên. Câu hỏi đặt ra là cách thức chơi của chúng ta sẽ như thế nào? Mình đã đặt ngôi sao hy vọng, chúng ta sẽ tới với gameplay của chế độ cướp cờ thế nào? Cách thức chơi chế độ đua xe bắn súng kiêm cướp cờ này cũng không có gì là quá phức tạp. Chúng ta sẽ cùng với những người đồng đội chia làm 3 xe, mỗi xe gồm có 2 người, tạm chia ra là vị trí xạ thủ và tài xế. Hai vị trí này có thể hoán đổi cho nhau trong quá trình chơi. Xạ thủ sẽ là người lựa chọn loại súng mình yêu thích để bắn một cách chủ động vào xe địch, trong khi tài xế thì phải cố gắng vừa lái xe tránh vật cản, vừa biết sử dụng vũ khí gắn trên xe và khi nào thì cần phải dùng kỹ năng nhặt được để thoát khỏi giao tranh. Đây chính là vị trí quan trọng nhất trong team. Và khác với chế độ Team Deathmatch, đội nào giành được tổng 15 hòm vật phẩm đặc biệt trước sẽ giành chiến thắng. Những hòm này thì được thả ngẫu nhiên trên toàn bản đồ với số lượng là khác nhau, và mỗi khi chiếc xe nào đó bị phá hủy, toàn bộ lượng hòm nhặt được của xe đó sẽ về không. Tức là ngoài việc nhặt được hòm, bạn còn phải giữ cho cái mạng của xe mình và xe của đồng đội nữa.
Thậm chí là ngay cả khi xe bạn cùng với những cái xe khác trong đội đã đạt được 15 hòm tất cả, bạn vẫn phải giữ mạng trong một cái khoảng thời gian nhất định để được tính là người đã giành chiến thắng. Giả sử như xe bạn vừa nhặt được 12 hòm, hai xe đồng đội còn lại nhặt được lần lượt là 2 và 1 hòm, tức là toàn bộ team đã đủ 15 hòm. Cả đội sẽ cần phải né giao tranh để sống sót trong vòng 20 giây tiếp theo. Chỉ cần một xe hy sinh, bạn lại phải tiếp tục nhặt số lượng hòm bù vào đó và tiếp tục duy trì 20 giây nữa để có thể giành được chiến thắng. Tóm lại, cướp đủ số hòm yêu cầu, sống đủ thời gian yêu cầu sau đó là ok, trận đấu sẽ kết thúc mà thôi. Vẫn như chế độ Team Deathmatch, xạ thủ sẽ có 3 lựa chọn vũ khí chính gồm M249, RPG7 và súng phóng lựu. Thời gian thay đạn đã được giảm đi rất nhiều khi mà nó chỉ còn xấp xỉ khoảng 5 giây. Anh em có thể linh hoạt tùy vào loại xe hoặc trường hợp nào đó mà chú ý lựa chọn vũ khí cho riêng mình nhé. Để giành được chiến thắng, anh em cần phải nắm được những cái nguyên tắc cơ bản như sau. Chúng ta cần phải hạn chế giao tranh, cướp càng nhiều hòm càng tốt. Vì khác với chế độ TDM cần nhiều kill, thì ở đây chúng ta chỉ cần cướp nhiều hòm mà thôi. Vị trí ở trên xe có thể thay đổi ngay nếu như cả hai người cùng đồng ý. Điều này nó sẽ giữ nguyên loại phương tiện và vũ khí mà bạn cùng với đồng đội đang sử dụng. Mặc định khi xe của bạn bị phá hủy bởi địch, bạn và đồng đội sẽ tự động được hoán đổi vị trí cho nhau và chúng ta sẽ lại phải lựa chọn lại loại vũ khí cùng với phương tiện. Vì vừa đi xe vừa phải bắn súng, M249 sẽ là khẩu súng hiệu quả nhất theo nhận định của mình cho vị trí xạ thủ. Chiếc xe tốt nhất và thích hợp nhất đi cùng với M249 có lẽ sẽ là Buggy, bởi khả năng bắn RPG khiến đối thủ sớm lên bảng đếm số nếu như trúng vài viên mà thôi. Nhân vật trong game của chúng ta là bất tử, chỉ oẳng khi nổ xe mà thôi. Điều này có thể giảm thiểu khi mà bạn chú ý và đi bơm máu cho xe lúc đã yếu bằng cách đi vào khu vực cầu vượt xung quanh bản đồ, nơi có sẵn những cái thùng máu màu xanh. Sau khi cả đội đã cướp đủ số hòm, bạn nên tách ra và di chuyển thật nhanh để tránh bị ép giao tranh trực diện. Lốp xe của chúng ta nó cũng không bị thủng, nó sẽ chỉ thủng khi xe bị nổ mà thôi. Kỹ năng đồng đội là cực kỳ quan trọng, vì nếu như bạn biết chơi nhưng người cùng xe lại không, hậu quả sẽ cực kỳ là thê lương. Tệ hơn nữa là anh ta còn AFK thì game này coi như là quăng vì mất đi một nửa sức mạnh của team rồi. Nên là giao tiếp tốt với người sẽ chơi cùng bạn trong trận đấu, đó sẽ là cách tốt nhất để đi tới chiến thắng chung cuộc. Người lái xe sẽ là vị trí quan trọng nhất. Vừa phải biết lái sao cho chuẩn, vừa phải biết là khi nào nên đuổi bắn, khi nào nên hỗ trợ xe khác trong đội, khi nào thì thoát khỏi giao tranh để đi bơm máu. Đã thế lại còn vẫn phải bắn nhau nữa chứ. Chiếc xe dành cho những người lười sẽ là Dacia với khả năng tự động bắn, miễn là anh em hướng các kẻ thù vào ô hình vuông trên màn hình mà thôi. Chú ý ngắm bắn cho thật chuẩn mới giúp cho anh em có những phát bắn thần sầu được nhá. Thời gian hồi sinh là 5 giây. Bạn cần phải lựa chọn xe thật nhanh hoặc là thay đổi vũ khí trong cái thời gian này nếu như có nhu cầu. Khi xe của bạn bị phá, toàn bộ hòm cướp được trước đó sẽ mất và trừ vào tổng số hòm cướp được của cả đội. Chính vì vậy thì hãy cần phải chú ý, vì thông số cờ này nó sẽ hiển thị ở trên màn hình. Kẻ thù sẽ hung hăng hơn bao giờ hết khi chúng ta đạt được số lượng cờ cần thiết. Nên đánh hay hòa sẽ là tùy vào phong cách của anh em. Nhưng tôi khuyên là hãy thật bình tĩnh trong chế độ này, vì vài pha tự hủy của đồng đội sẽ khiến cho chúng ta giận tím người đấy nhá. Kết lại thì đây vẫn là một chế độ đua xe bắn súng hấp dẫn, lại được thêm vào cơ chế cấp cờ chuẩn chỉnh. Game sẽ trở nên thú vị hơn so với việc là chỉ lùa và bắn nhau suốt cả trận đấu. Nhưng cảm giác chạm vào chiến thắng rồi lại đánh rơi nó sẽ khiến bạn vô cùng lưỡng chế. Một lần thì không sao đâu, nhưng mà nhiều lần là có nhiều sao đấy.
Khuyến cáo anh em là chúng ta nên chơi với người quen, cờ mà cũng nên chỉ dẫn cho họ nếu như chưa biết luật chơi. Nếu đã trở nên nhàm chán với chế độ Battle Royale hoặc những chế độ khác, thì đây là nơi giúp cho anh em hoàn thiện kỹ năng lái xe cũng như driver by hoàn hảo. Anh em thấy sao về chế độ chơi mới này? Liệu có quá giống với những cái tựa game đã có trên thị trường hay không? Hãy cho mình biết ý kiến đó bằng cách phản hồi ngay dưới video này. Chúc anh em một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những video review tiếp theo game trên channel của mình nhé. Bye bye!